Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại Bệnh viện Kiên Giang. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, khoa Nội Bi. Nguồn tin từ nữ nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên trang Facebook cá nhân, Tổng tịch đang ở Nội Bi, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nhập viện sáng ngày 14 tháng 4. Cả rạch giá đang nóng rực, công an vây kín bệnh viện. Các bác sĩ ở Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đang được điều xuống, Nguyễn Thiện Nhân cũng bay trực thăng. Xuất viện lúc 15:35 bằng trực thăng. Bộ Công an được lệnh phong tỏa khu vực bệnh viện Chợ Rẫy. Nguồn tin khác từ trong nước cho biết thêm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não. Ngày 14 tháng 4 năm 2019 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 75 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cập nhật lúc 19:30 từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ, tai biến mạch máu não ở Kiên Giang chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái. Một người trong ngành y cho biết thêm, khi bị đột quỵ thì bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức, tránh di chuyển nhiều vì có thể gây vỡ các mạch máu khác. Quý vị vừa nghe qua bài đọc của Lê Anh, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức qua sự trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.